Hôm nay em review quay các bác xem chiếc xe này nhá. Chiếc xe mà em rất là ưng, rất là ưng nó luôn. Đấy, ưng từ những cái nhìn đầu tiên. Đấy, bởi vì chiếc xe này nó không những là nó đẹp về hình thức mà nó lại còn tốt về chất lượng cơ các bạn. Tuy rằng thì đời không cao, thế nhưng mà về chất lượng của xe thì phải nói là tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời ở cái là thứ nhất là máy số này. Máy số của xe là vẫn còn zin nhá. Với cái đời này thì để mà nói có được cái máy số zin thì cũng không có nhiều đâu. Đấy, số tiền các bác bỏ ra là chỉ có hơn 100 triệu mà cái mức tiền các bác bỏ ra đấy ạ. Thì để mà nói thì cũng rất ít có được một chiếc xe mà nó còn cứng, nó còn được đẹp nha. Với cái mức tiền bỏ ra là chưa tới 200 triệu. Đấy. Tất nhiên thì với cái tầm tiền hơn 100 triệu, gần 200 triệu các bác bỏ ra thì mình cũng có rất là nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng mà để mà lựa chọn được một chiếc xe đẹp, một chiếc xe cứng, một chiếc xe vẫn còn chất lượng thì cũng không phải là dễ và cũng không phải là tìm lúc nào cũng có, đúng không ạ? Các bác cùng xem qua video này cho em để được biết về tình trạng của chiếc xe này nhá. Chiếc xe được mang tên là Mazda 3 và sản xuất thì năm 2005. Đấy, với động cơ là máy 1.6 các bác nhá. Đây biển Hà Nội này, biển rất là đẹp luôn này, đúng không ạ? Cặp đèn pha đẹp này, đúng không ạ? Nước sơn đẹp này. La răng đúc đẹp này, có phanh ABS các thứ này, có xi nhan gương này, đăng kiểm của xe đến cuối năm này. Đấy, form dáng của xe thì các bác biết là từ đời 2005 đến bây giờ mà nó thiết kế ra cái phần form dáng vẫn rất là bắt mắt luôn, đúng không? Đấy, rất là bắt mắt luôn này. Tất nhiên thì tầm tiền này như em cũng đã nói là các bác bỏ ra mình cũng có nhiều sự lựa chọn, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng ở đây là nó phải là mang tính chất là bền bỉ và mang tính chất là phải là chất lượng, đúng không? Chứ còn thì một số những mẫu xe Hàn Quốc như là Daewoo, một số dòng xe Daewoo đấy ạ, rất rẻ luôn các bác nhá. Đấy, như dòng Sela đi, form dáng đẹp nhưng mà giá tiền thì chỉ loanh quanh, ví dụ số sàn thì chỉ loanh quanh là dưới 200 thôi, 178-9 là cũng đã có rồi, số rộng nó là hơn 200 một chút thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái dòng đấy thì nó sẽ có một số cái mà cần phải lưu ý, đúng không ạ? Còn những dòng xe này thì các bác mình đi nó là sự yên tâm, một chiếc xe rất là bền luôn các bác ạ, rất là bền luôn, rất là lành. Đây các bác xem này, nó thiết kế được rất là nhiều đồ nữa rồi này. Chiếc xe này em mua của chính chủ nhá. Và đây các bác nhìn này, ở đây có sàn thảm trải sàn 5D này, chỗ này là cổng USB nhá, cổng USB và có màn hình loại xịn này các bác này, màn hình loại xịn nhá các bác nhá. Đấy, có thảm lót, có thảm táp lô này, đấy, thảm táp lô đồng hoàng này, đấy, và có cam hành trình này. Đấy, trần của xe như mới luôn các bác này, trần của xe này rất là căng đẹp này. Ghế của xe thì cũng đã được lót một cái áo ghế. Đấy, một cái áo ghế rồi. Trước này bản số sàn các bác nhá. Đấy, con số xe rất là nhẹ nhàng. Đấy, trang bị thì có hai túi khí an toàn, một túi nằm bên đây và một túi nằm bên kia. Đấy, chiếc xe này đẹp đấy ạ. Vô lăng các bác nhìn cho em này, vô lăng của xe rất là đẹp nhá. Với những cái cạnh, những cái phần da của vô lăng này rất là đẹp luôn này. Đấy, chiếc xe này là không phải là chạy nhiều đâu, một chiếc xe chạy khá là ít đấy ạ. Chiếc này em còn đang tính giữ lại để cho bố em làm tập lái đây, không biết thế nào đây này. Ra thì nhiều xe mà đúng không? Không quan trọng. Cái xe này cái phần tắp đi tắp nô nó rất là tươi nhá. Phần cánh cửa này, bốn cánh cửa nó rất là sáng luôn. Và không phải là chiếc xe lỗi. À, một chiếc xe không có lỗi các bác nhá, hoàn toàn là không có lỗi. À, cam kết và đảm bảo cho các bác luôn là hoàn toàn là không có lỗi đối với chiếc xe này bên em. Và những chiếc xe khác cũng vậy, là hoàn toàn luôn, không có lỗi nhá. Ở phía sau thì có cảm biến lùi, có camera lùi đây, rồi đèn là cái ốp lốp hết rồi này. Đấy, hiệu Mazda có nhá. Form dáng của xe rất đẹp luôn. Đây. Các bác nhìn này. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang có hai con, đang có một con nữa rẻ tiền hơn con này, cũng giống hệt như con này luôn nhưng mà rẻ tiền hơn, bởi vì xe nó không đẹp bằng các bác nhá. Và có một con xe số tự động nữa, đang có hai con số tự động nữa, hai con số tự động nữa thì một con 2009 và một con 2005 các bác nhá, và một con số sàn cũng 2005. Ba con số sàn, ba con thì đều là 2005 nhá, thì có một con số động và hai con số sàn rồi 2005 và một con 2009. Đấy, cùng cái form dáng giống như này. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi cho nên em sẽ quay nhanh thôi các bác nhá, các bác cùng xem. Đây, bếp cánh cửa đây, keo chỉ của nó này. Đấy, lòng trong các thứ của nó rất là sáng này, bóng này. Đấy, gioăng cửa đẹp. Gioăng cửa đẹp đây, nó khung cũng vậy, cũng đẹp luôn. Đấy, chỗ này sơn gỗ này. Đấy, vẫn rất đẹp này. Tắp đi tắp nô xe tươi, sáng. Đây. Tươi và rất là sáng nhá. Các bác cùng xem. Đấy, mốc chốt khóa sáng đẹp như này. Đấy, bu lông này vẫn đẹp này.
không mục mọt, không han gì, từ gầm bệ cho đến phần những phần vách cửa các bác nhá. Hoàn toàn còn rất là ok. Một chiếc xe đúng là đời thấp nhưng mà phải nói là cũng gần như là không có gì để chê luôn các bác ạ. Không có gì để mà chê cái chiếc này cả. Để tìm được một chiếc xe còn cứng cứng như này là cũng không có nhiều đâu. Các bác mà mình đang có cái số tiền bỏ ra là chưa tới 200 triệu đấy ạ. Đang có một cái mức tiền là trăm mấy, gần 200 triệu. Các bác nhà mình theo dõi và mình để ý và mình tìm hiểu và mình xem kỹ cái chiếc xe này cho bên em nhé. Xem kỹ vào. Đấy. Đây hệ thống điều hòa của xe đây này, hệ thống điều hòa của xe này, cái nút vặn, nút bấm của xe nó không bị kém mòn này. Đấy, cả như là cái phần phanh tay này của xe nó cũng không bị kém mòn này các bác này, không bị xấu này, đúng không ạ? Đấy, chỗ này là để đồ nhá. Đấy, chỗ này để đồ nữa này. Đấy, để đồ nữa. Trần rất đẹp luôn, cái tấm chân nắng này của xe cũng vậy này, rất đẹp này. Đấy, trần thì đẹp toàn bộ. Trần căng, không bị xùi hay là không bị nhăn các bác nhá. Đây mép cửa đây. Đấy, thì anh chủ trước cũng cẩn thận một cái là đã dán răng ở mép cửa rồi. Để làm gì ạ? Để là thứ nhất là chống ồn và chống bụi. Đấy. Không có lỗi đâu các bác nhá. Các bác nhìn đây thì không nhìn thấy chỉ vì là che mất răng rồi, nhưng mà cũng sẽ đảm bảo các bác là xe không bị đâm va gì. Đấy, xe không đâm va gì nhá. Kéo chỉ của xe này vẫn còn. Đây. Các bác nhìn nữa đây. Tiếp tục đây. Rất là sáng, rất là đẹp luôn. Chỗ này thì hơi bẩn bẩn một tí, hơi bạc bạc, hơi bẩn bẩn một tí thì cái này phải sơn một cái đơn là được thôi các bác nhé. Cái này bên em sẽ đi phải sơn cho nó đều. Ví dụ như em bên em sẽ xử lý lại cho nó đỡ, chỗ này đỡ bị bạc này, tay nắm này. Chỗ này căn bản nó bằng nhựa mà. Để chia sẻ với các bác như vậy. Chứ còn thì tổng thể chiếc xe rất ok. Và những chiếc xe Mazda 3 đấy, các bác để ý cho em là những chỗ này là gần như là con nào cũng bị bạc các bác nhá. Gần như con nào cũng thế, chạy ít chạy nhiều đều bạc hết. Cứ bám một thời gian ngắn là cũng đã bạc rồi. Nó rất là buồn cười chỗ đấy. Đây phía sau đây này các bác này. Đây camera này, camera được gắn trên đây nhá. Camera lùi đấy ạ. Đây ghế đẹp nhá. Ghế hai màu. Đây ghế hai màu. Sàn thì hoàn toàn là sàn được lót bằng thảm, chạy sàn 5D. Sàn 5D nhá cả nhà. Ok, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ di chuyển sang bên kia và quay các bác mình xem bên kia nhá. Trời tối mất, em sẽ quay phần bên ngoài sau đi. Đấy, đèn này rất là sáng này các bác này, rất là mới này. Đấy, đây logo đẹp này. Đúng không? Biển đẹp. Đây camera nữa này các bác này. Đấy có hai cam luôn. Đấy, nước sơn xe thì cực mượt nhá. Thân vỏ là không bị bám matit nhá. Rất là sáng bóng nhá. Vỏ thì kêu long con cả nhá. Vỏ kêu long con cả luôn. Đi đây, tiếp tục một cái cánh nữa cho các bác xem này. Di chuyển và quay kỹ từng phần, từng chi tiết một. Các bác cũng ngắm về chiếc xe này nhá. Đấy, chiếc xe nào bên em cũng đã được tuyển chọn rồi. Toàn những chiếc xe đẹp thôi, toàn những chiếc xe cứng rồi các bác nhá. Chiếc xe kém thì em không lấy về đâu. Đây các bác này, bên đây cũng bị bạc bạc một tí này. Đấy, bên đây đỡ bạc hơn này. Đấy, có mỗi cái tay cầm, chủ yếu cái tay cầm này các bác này. Đây, một chỗ này thì rất đẹp. Các bác nhìn. Vách cửa đằng trong đây. Máy đang đi đấy. Ừ. Tí nữa nhá, tí anh vào, bây giờ đang bận quay đi, tí nữa. Đấy, có cô nhân viên cô ra hỏi mấy thứ. Dạ vâng. Bên em thì chị em nhân viên rất là đông. Thì, có 6 chị em cơ. 6 chị em chuyên túc trực nghe máy và nhắn tin. Các nhá. Chứ còn em thì nhiều việc lắm. Toàn nhập xe mới đổi xe mới kiểm tra xe rồi thế này quay video các thứ là cũng đã ấy rồi, quay video rồi đăng video là cũng đã mất rất là nhiều thời gian rồi các bác nhá. Đây, lốp này các bác này rất sáng bóng, sơn siêu xe rất đẹp luôn, cửa đóng chắc êm. Đây các bác này. Đây, những cái vị trí sườn này đây, nẹp này rất sáng bóng này. Những chiếc xe đẹp như này các bác mua về mình thực sự yên tâm sử dụng, hay là mình để đấy một thời gian nó cũng không sợ là bị mất giá, đúng không ạ? Những chiếc xe đẹp thì luôn luôn nó được giá. Những chiếc xe đẹp các bác mình gặp những người thích ạ, gặp những người thích, người yêu cái chất ạ, các bác bán còn có lãi luôn. Thật sự với các bác như vậy.
cái này là mình ấn vào phát là xong rồi nhá. Đây nó bị tuần nãy là ấn phát là xong thôi. Đây mình sẽ ấn vào. Đấy, răng này, răng cửa đẹp này, tắp đi đắp lô sáng sạch này, đẹp nhỉ. Đây các bạn nhìn này, đẹp chưa? Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Đấy, có gương điện đây nhá. Đây gương điện này, đây là kính điện này. Đấy, chỗ này là chỉnh đèn này, đây các bác này. Đấy. Phần đồ nhựa nó rất đẹp nhá. Trời cũng chuẩn bị tối rồi, em sẽ quay nhanh một chút thôi. Đây tắp lô tắp ni đây. Cái phần trong tắp lô là không bị kém đâu. Người ta phủ đây là chủ yếu là để cho đỡ bạc màu phần tắp lô đi thôi. Đây các bác này, con bu lông bên đây rất đẹp này. Móc khóa, chốt khóa sáng đẹp này. Quá tuyệt vời, ok luôn đúng không ạ? Đây, sàn của xe thì rất sạch sáng. Đây, răng này, cột kèo này các bác này. Sơn zin đằng trong là vẫn còn luôn đấy ạ. Đây, chỗ bên ngoài này cũng rất là sáng bóng này. Đấy, rất là bóng luôn. Chỗ này là lau nó chưa có chỗ ướt, chỗ khô thôi. Nó nhìn như thế thôi các bác nhá. Nhìn như thế thôi, lau cái này hết ngay. Đấy rồi, phần bên trong em quay xong rồi các bác nhá. Bây giờ em quay phần bên ngoài đi. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ các bác, cửa nghe tiếng đóng cửa không ạ? Rất là nhẹ luôn. Cái sơn sáng đẹp này. Tí em quay gầm nhá, mùi gầm của xe này trắng phau luôn các bác ạ. Gầm của xe cực đẹp nhá. Tí em quay gầm nhá. Các bác đợi em một chút xíu nữa. Đây, thân vỏ căng đều này. Không có hiện tượng bị kém luôn. Đấy, chiếc xe này mà quay lúc trời sáng sáng lắng lắng thì rất là bóng. Đèn thì có đèn bi nhá. Đây đèn bi này. Đấy, đèn bi cầu sáng cực kỳ luôn khi đi ban đêm và độ sáng của nó là độ sáng tập trung. Nó không như là tẻ tẻ giống một số những cái đèn halogen đâu các bác nhá. Đây có xin nhan ở trên gương này. Kính của xe mọc dán xung quanh hết rồi. Kính trên, kính dưới rồi hai kính sườn là mọc hết rồi các bác nhá. Đây, hết rồi. Là răng lốp nam đây. Đây thân vỏ đây. Bên em thích mua xe đẹp. Bác nào mà có những chiếc xe cứng cứng đẹp đẹp chất chất đấy thì các bác mình giới thiệu cho bên em nhá. Đấy, giới thiệu cho bên em để bên em mua cho, và khi giới thiệu thì các bác sẽ có hoa hồng, có hoa hồng đấy trên từng đầu xe. Đấy, các bác mình đang có chiếc xe gì đấy mình đang đi và mình không có nhu cầu sử dụng nữa thì các bác bán lại cho bên em nhá. Thu mua tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với số tiền hợp lý cho các bác luôn. Về nhà bên em mang về siêu thị, mang về cửa hàng bên em làm sao cũng có công, cũng có kiếm được một ít là bên em sẽ cho lên đường, sẽ bán lại cho các bác thôi, bán lại cho những người mà có nhu cầu. Đây các bác xem nốt phần vỏ bên ngoài cho em nhé, bắt đầu trời tối rồi đấy ạ. Đây các bác này, xinh nhan này. Đấy. Rồi đây, các xem đẹp này. Đây là đăng kiểm nhá. Đấy, kính của xe đẹp, không bị xước này. Bốn kính điện lên xuống vù vù luôn, rất nhẹ. Lên xuống rất nhẹ các bác nhá. Bác nào xem thêm hình ảnh, xem thêm video gì đấy thì vào kết nối Zalo. Ví dụ tiếng máy hay là cái gì đấy thì các bác kết nối Zalo bên em gửi hình cho nhá. Hình gửi video cho. Đây nước sơn của xe thì rất là bóng, soi được gương luôn, đúng không ạ? Soi được gương luôn đây này. Đây gầm sàn đây rồi, chết rồi, tối mất rồi. Nhưng mà không sao đâu. Cứ đảm bảo cho bác là xe không một mọt gầm bệ sáng đây các bác nhìn này, gầm bệ này. Nó rất là sáng luôn. Nó không có hiện tượng bục mọt các bác nhá. Không móc méo. Đây. Trời hơi tối một tí. Đây gầm này các bác này. Các bác nhìn va mô lên mô lốp này, gầm này. Đấy, không móc méo này, không mọt này. Bây giờ động cơ luôn nhá. Các bác đảm bảo cho các bác một điều đấy là máy số của xe là vẫn còn zin. Đấy. Đời này mà máy số zin là hiếm lắm đấy ạ. Không có nhiều đâu. Chỉ trừ khi là những chiếc xe mà người ta chạy ít. Mới còn được máy và số zin. Các bác nhá. Cabo này. Máy này các bác này. Máy đây. Máy đẹp lắm. Cái dây này đấy ạ. À, cái dây này để buộc cái ấy cho các bác nhá. Để người ta thích người ta giữ cái cục kích điện này, kích điện của đèn bi đấy ạ. Đấy. Đây là cục kích điện. Bên đây đấy. Bên đây cũng thế nhưng mà bên đây thì người ta không buộc một dây thít. Đấy ra máy của xe rất đẹp và sáng. Đây củ máy zin, yên tâm một điều như vậy nhá. Đây những con bu lông ở đây là chưa tháo, chưa vặn gì, chưa mở máy.
đảm bảo cam kết cho các luôn. Đây thì cái này em quay xong rồi, một chiếc xe rất là ok luôn, so với đời thì cũng không phải là những chiếc xe là có nhiều trên thị trường, rất là ít có, có nhiều đúng không ạ. Các bác nhanh tay, mình nhấc máy gọi điện trực tiếp cho bên em và kết nối theo hai số điện thoại Zalo ở trên đây. Đây các bác nha, là số 093 8586 307 và 0389 000 555, hai số hotline, hai số chính, hai số Zalo. Các bác gọi điện để được chốt giá, gọi điện để tư vấn về thủ tục sang tên vận chuyển, sang rồi công chứng ủy quyền và mức giá hợp lý nhất, mức giá yêu thương nhất, các bác cứ alo bên em nhá. Địa chỉ thì là 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy rồi, video về chiếc này thì em đã quay xong và xin được tạm dừng. Gặp lại các bác vào chương trình ngày mai.